Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người thực hư thông tin đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương. Nhiều nguồn tin chia sẻ cho biết đã tìm thấy bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, thậm chí còn cung cấp các hình ảnh, clip có người xin đầu thú. Vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, công an địa phương thì mạng xã hội cũng đang góp sức truy tìm bé bằng việc cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan. Nhiều người cầu mong bé trai 2 tuổi sẽ được bình an và tìm thấy sớm nhất. Theo thông tin được công bố, bé trai mất tích tên Lâm Gia Hưng, sinh năm 2019, ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 10 giờ sáng 15 tháng 10, bé Hưng chơi với mẹ là chị Hồ Thị Bích Nhi trước sân nhà. Sau đó mẹ bé có vào nhà, một lát sau chị Nhi ra sân thì không thấy bé đâu nữa, mới đây. Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng phía gia đình đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương khiến nhiều người xôn xao. Một số bài đăng và bình luận còn cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai đã bị giữ. Thậm chí, có người còn cho đăng tải clip hình ảnh cập nhật diễn biến việc tìm kiếm và khẳng định bé Hưng đã an toàn. Đáng chú ý, có người công khai dòng tin nhắn cho rằng nghi phạm xin đầu thú và nhận đã bắt cóc bé Gia Hưng. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với anh Lâm Gia Đạt, bố cháu bé. Anh khẳng định hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy con. Trong giai đoạn này, gia đình rất bối rối và lo lắng cho con trai nên anh Đạt xin phép sẽ thông tin sau. Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên, chị T là cô họ của bé Gia Hưng bức xúc lên tiếng, đến sáng nay, gia đình chúng tôi chưa có thêm bất kỳ thông tin nào. Chị T cũng khẳng định thông tin tìm thấy bé Gia Hưng là không chính xác. Việc đăng tải các thông tin chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm bé trai. Phía gia đình hy vọng những người quan tâm chia sẻ thông tin chính xác để hỗ trợ và tránh gây hoang mang. Chúng tôi đang liên lạc với phía chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.